Tàu cập cảng, anh Phong cùng bạn nghề tất bật đưa lưới cảng xuống thuyền và chuẩn bị hậu cần cho chuyến ra khơi sắp đến. Sau hơn 8 tháng đánh bắt hải sản bằng lưới vây rút trì, thời điểm này anh chuyển sang nghề lưới cảng để ứng biến với thời tiết biển mùa đông và tập quán di chuyển, tìm kiếm thức ăn của các loài hải sản. Nghề lưới rút là mình kết hợp ánh sáng, thì thấy là mình trang cái điện là nó không có đứng đèn nữa, do nó độc, thế là mình phải chuyển nghề khác. Chuyển qua nghề lưới cản là lưới nửa mình là cũng 15 luôn, nhưng mà nước độc mình thả xuống là cũng có nó đạt hơn. Tại cảng Mỹ Á, phường Phổ Quang có hàng chục chiếc tàu khác chuyển sang nghề lưới cản. Người dân khẩn trương đưa thuyền về đây sửa chữa, thay lưới cho những con tàu xa bờ. Việc chuyển đổi ngư cụ được bắt đầu từ tháng 9 năm trước và kết thúc vào khoảng tháng 3 âm lịch năm sau. Sự thay đổi này đã giúp hoạt động sản xuất của ngư dân được duy trì liên tục, sản phẩm khai thác đa dạng và hiệu quả kinh tế cao. Thì mùa êm thì đi lưới bay đêm, còn bắt đầu mùa đông rồi là chuyển qua lưới rê đi làm. Chứ còn có nghề lưới bay có mùa đông tới hay có gió có sáo làm không có được, không có cớ nên chuyển qua ngành lưới rê đây đi làm 5-6 tháng rồi mới chuyển qua bên ngày là ngành lưới bay đêm nè. Nói chung làm theo nghề ở Phổ Quang này, ở cửa gió cũng được mấy chục chiếc làm theo nghề. Mùa đông đây thì cũng toàn đánh đo dọn về số có những cái thu, có bò, có cừa, có ngừ, nó đạt hiệu quả hơn lưới vây. Cửa biển Mỹ Á được xem là thủ phủ của những con tàu hành nghề lưới vây và lưới cản. Phương pháp đánh bắt linh hoạt theo mùa đã giúp bà con ngư dân phòng tránh được thiên tai và làm ăn ngày càng khấm khá.